Cảm ơn, cảm ơn chú gì nha. Tại nắng đi ghé khát nước uống. Nắng hết, nắng ghé nắng. Mình xin chào cả nhà. À, hôm nay á, mình nhận được cái thùng quà này là cái thùng quà từ Mỹ của chị Tiếp. Chị Tiếp gửi cho mình. À, mình cũng đang hồi hộp không biết trong đây cái quà gì. Bây giờ mình mời cả nhà cùng xem mình mở thùng quà ra đây trong đây quà gì nha. Mình kính chúc đi. Dở vậy đi. Dở 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 cho nghe. Lấy từ từ. Biết có gì ở đây á mẹ. Đó. Đưa con. Rộng tay này. Đây 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 đây. Nè, rộng thôi, bốc rộng, đừng nhọc. Rộng thôi, bốc rộng. Rộng thôi, bốc rộng. Rộng thôi, bốc rộng. Đó, đây nè. Đây. Cái này nhẹ rồi, tay cái. Thôi, còn hàng lớp nữa. Đây, 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 em gạch cho thầy cho. Rồi. Đây, gạch nha, từ từ ra nha. Ở đó. Đây rồi. Ê, cắt này ra. Cắt này ra là bên đây ra. Cắt này ăn bên hông á. Cắt bên hông á, bên hông nó treo á. Thơm quá. Ô, kem đánh răng. Ôi, răng mẹ, hôm nay giặt tới ba cái hộp liền luôn á. Ba. Nãy giờ mẹ chưa có biết ạ. Ở này là cho mợ bảy là của mình. Ủa? Kem đánh răng. Cái này sữa. Kem đánh răng. Sữa phải không? Đây sữa của má. Anh đem coi, đem coi, đem coi. Ở kem đánh răng trong đây được 3 hộp rồi. Còn cái này gì? Đâu nữa coi em cho. Cho má mợ bảy. Cái này là cho má mợ bảy. Ở bà ngoại được mấy hũ luôn hả? 6 hũ. Sáu hũ anh xua mà đem lên bà ngoại từ hộp chứ không phải là đem hết. Bà ngoại uống hết hộp này thì mình đem hộp khác. Mẹ lại này cái gì hết con không biết. Sẹo không phải bột gì đó y như là làm y như làm cái cây gì hả? Cái này là chị Tiếp gửi cho má của mình là 6 hộp sữa anh xua là mình đem từ từng hộp lên má mình uống hết là mới đem lên nữa. Quá wow, có kẹo cho miếng nhân thơm quá tại không. Thôi chị Hai Phương. Rồi, để nguyên quá. Chị Hai Phương. Kẹo hả? Dạ, chị. Bánh gì nè. Ngon quá. Rồi. Bột ngọt. Mình tinh tiết của bột ngọt gì? Cái này gia vị chay. Gia vị chay. Ủa, gia vị chay bột ngọt không phải là mình niêm mình ăn á. Để mình niêm mình ăn. Thầy lại gì đó. Thầy hạt niêm chay. Xà bông hả? Hả? Ở xà bông cụt. Xà bông, xà bông. Thơm quá à. Thơm quá à. Ừ, nó thơm. Thơm ghê luôn á. Nhanh đi mẹ con ơi. Thơm quá thì thơm luôn. Đây là xà bông thơm. Bé vui đó. Ơi, có bộ mai con bật rồi. Con thích cái này lắm nè cô. Thơm quá. Ơi, con thích cái này lắm nè. Thơm quá. Phô mai con bật rồi. Thơm quá. Không có mẹ thích cái này nữa nè. Con thích cái này nè. Mẹ thích cái này. Mẹ thích nè. Chưa chưa coi. Cái gì đó? À, cháu ngoại cộng cháu nội của chị Hai Phương. Ơi có kẹo nè. Mấy đứa có kẹo rồi nè. Kẹo. Lâu rồi dẫn đi. Này không phải kẹo. Không kẹo. Không kẹo. Phải không? Kẹo dẻo quá mẹ. Mấy cái con giọt này là kẹo dẻo quá. Mình để riêng ra. Mình để riêng ra. À, cái này của mợ chính. Chém chết, kẹo luôn. Để riêng ra. Để riêng ra. Lấy gì? Lấy gì? Mình lấy riêng cái này. À, có 3 hộp phô mai nữa. Cái này có hết lắm nè cô. Cái này của mình. Cái này của mình. Cái này của mình. Kẹo ho, ngậm một cục khi bị ho hoặc đau cổ. 10 cây bằng chải đã. Mình có 10 cây bằng chải luôn. Thiệt là đẹp luôn. Con mở bãi. Cái này á là của mình là 2 hộp. Còn cái này là của chị Hai Phương, mở chến. Mẹ tưởng đồ của nó mình
Để thấy cây của ai? Để thấy cây của Yến Chính. Yến Chính được. À, cái này gì ta? Cái gì đấy? Kẹo. Cái này là cái gì ta? Đau nhất, giờ nóng thôi đau nhất. Mẹ, cái này là cái gì á? Con không biết cái này là cái gì nè. Của Hai Phương. Cái này của Hai Phương. Hai Phương hả? Đó là kẹo, kẹo. Thôi mấy đứa kẹo. Có kẹo rồi đã đây, nha. Kẹo, cháu ngoại, cháu nội. Đã nha. Đây, cháu có kẹo rồi. Phương. Cái này mới chín. Ủa mẹ, cái này là cái gì mẹ? Đây có của bà bảy. Này là gì con không biết nè mẹ. Mẹ. Này là gì con không biết nè. Để của anh á, anh á, anh á, anh bận vô đây. Của anh á, tờ của cha rồi. Của anh á, cái quần đẹp của anh á, anh bận vô, đừng coi coi. Ừ, ở cái quần đẹp của anh bận vô đi. Chị rung bè. Bận vô. Cái này là dầu nóng, ho đau nhất. Rồi, đẹp quá. Có chữ rồi, con bé con tỉ chữ. Cái này à, cô không có để tên. Không có tên là của mẹ. Phải không, nói cây này của ai nè. Của anh á, anh bận vô đi. Của cha, cha bận vô ơi. Của anh á. Bánh của mẹ luôn. Đã quá nha, cho con ăn ké nữa nha. Con bò cười kìa. Không, không bò cười cũng ghi của mẹ luôn á. Vô đây. Vô. Rồi, ổng bận nhiều tiếng luôn rồi bé. Đâu? Nên xây qua đây đi. Ôi, quần đẹp quá chị nha. Hai Phương, cái này chị Hai Phương. Này chị Hai Phương. Này của Hiếm Chính. Hiếm Chính. Ôi, ôi. Bự luôn. Ôi kẹo này con thích nè mẹ. Cái kẹo này nè. Con bảy. Nè, của mẹ luôn nè, con ăn ké. Ôi. Đây. Cái kẹo ở cái túi. Ở mang, tôi mang con bé. Cái túi mang này cha mang được không? Đây là mấy đẹp nè. Đó, quần của anh á. Trời ơi đẹp. Đâu? Để coi cái. Ờ, cái bịch kẹo hết hồn luôn. Cái bịch kẹo cha. Cái bịch kẹo của chán luôn. Ôi kẹo. Đây là cái bịch kẹo sô cô la của chán luôn. Ôi. À, cái quần ghen đẹp của tao ơi. Ở quần ghen đẹp quá trời đẹp luôn. Trời ơi. Ở quần ghen thiệt đẹp luôn. Đem cho coi coi. Đây là cái quần ghen của ông xã mình. Rồi đó đi, của ông xã. Đẹp quá. Cái áo này là của cha luôn mày nha. Của cha luôn. Đẹp quá. Đồ của cha nè. Quá nè. Đẹp. Anh bận quần ghen vô coi. Anh bận áo vô đi. Anh mở áo ra anh bận vô đi. Ở quần ghen này hả? bạn dưới có quần ôm đẹp lắm á. Đẹp, cái áo này kiểu là lạ ha.
Mẹ ở trong đây hai hộp dừa nóng. Để mở ra thử đi. Ôi, y như dầu cơ nó cái mùi giống như dầu cù là. Thơm dữ lắm ha. Cái này bốc hộp. Ủa mẹ, cái này đã gì mẹ? Thôi. Cái này hình như là cũng kẹo hay gì nhờ. Là cái trái gì nhờ. Kẹo trái cây. Không ta, không phải. Kẹo trái cây. Cái này là kẹo trái cây. Cái gì nè, cái giống như cái u liêu. Thì kẹo trái cây á, bởi mẹ nghe cô Tiết nói vậy là kẹo trái cây. Để cho mẹ kẹo trái cây ăn thử cho biết. Kẹo hoa. Kẹo hoa hả? Kẹo hoa. Kẹo hoa. Ừ, thơm quá. Kẹo hoa. Ừ, thơm. Ừ, này. Thơm mùi. Thơm mùi quá. Ủa, thơm mùi ngon kìa. Cái này mấy kẹo trái cây nè mẹ. Tốt như thắng vậy à. Còn này y như giống như con thấy để này mà không có biết là cái gì nữa nè. Chị Tiếp gửi về cho má mình là tổng cộng là 6 hộp sữa Ensure. Rồi còn có thứ 9 thì 2 hộp bò cười. Với một bịch kẹo đậu phộng đủ thứ. Rồi một bịch kẹo trái cây. Rồi một hộp bánh mật ong. Tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 4 món. Còn của cô Phương. Của cô Phương là một bịch kẹo đậu phộng đủ thứ. 3 bịch kẹo trái cây. Này cháu của cô Hay Phương này cũng cháu của Hay Phương luôn. Bịch kẹo trái cây. 3 cục xà bông cho cô Phương tắm cho thơm. Này 2 hộp con bò cười. Này 1 hộp bánh mật ong của cô Phương. Của cô Phương là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Của cô Phương 6 món. Còn lại bao nhiêu thì của gia đình mình. Gia đình mình thì mình được 3 cái áo, 4 cái áo thun. 4 cái áo thun đẹp dữ lắm đẹp. Áo thun này từ nào giờ mình cũng không có mua nổi áo này đâu. Thấy áo thiệt đẹp luôn. Mà màu cũng đẹp luôn đó. Màu nào cũng đẹp hết trơn. Áo này mắc tiền dữ lắm.
này mình giờ mình mềm, mình không biết có tông này cái gì nữa, mình chắc sữa quá, nó có hộp hộp nhuyễn nhuyễn không đây nè. Đây mình không biết tiếng Anh gì nên mình không đọc được. Có hai cái vỏ sách thiệt đẹp luôn ạ. Hai vỏ này hồi nào giờ mình cũng mới thấy. Đây là cái bịch kẹo, kẹo mình cũng có một bịch đậu phộng đủ thứ luôn. Đây là mình cũng có một bịch kẹo, cái này kẹo sô cô la, còn này kẹo kẹo trái cây, mình có một bịch hạt nêm chay, mình có một bịch hạt nêm Ajinomoto, đây mình có hai hộp kem đánh răng, mình có hai hộp bò cười nữa, bò cười nhãn béo ngon luôn, mình có một hộp bánh mật ong. Ở đây là dầu nóng, mình có hai hộp dầu nóng, mình có tất cả là 10 cái bàn chải đánh răng đẹp dữ lắm, đẹp. Đây là xà bông thơm, thơm thiệt thơm luôn. Đây xà bông thơm chị tiết cho gia đình mình tắm cho thơm, này tắm là hợp. Thơm phức luôn á. 6 hộp hả? 7 hộp, 6 hộp, 6 hộp. Này là bịch kẹo sô-cô-la, không lộ luôn, kinh lên không nổi luôn. Quá nhiều lộ luôn ạ. Còn quần áo của ông xã mình, anh mới lộ em. 1 2 cái quần sọt, 2 áo thun, 1 cái quần ghim. Ông xã mình bận dừa dữ lắm dừa. Áo quần sọt bận dừa dữ lắm dừa, được hết luôn, chị tiếc lựa thiệt là hay luôn. Bây giờ người lớn tuổi tan, còn nhỏ tuổi không em. Nhỏ tuổi là nhiều quá. Nhỏ tuổi trong ăn mau mau lớn tuổi. Lớn tuổi là chuyện nhiều em. Đẹp quá, vỏ đẹp quá, bé chịu vỏ nào bé? Con chịu vỏ này, hợp với màu éo của con. Vậy mẹ vỏ này ha. Mẹ vỏ này. Đó là đẹp quá. Cái này mới mất mình đi đâu có nhiều người bỏ vỏ này, mình thích vỏ này. Hôm nay con thích nè. Hôm nay cũng thích. Hôm nay cũng có một cái đẹp quá. Đẹp quá. Cái chiếu chiếu làm như là cái hình ảnh 3D vậy ha. Chiếu lại. Khách lên. Này đi chợ đi đây đó rồi có mình có đồ có tay rồi khi nhỏ chạy ra đây khách đi. Ông cha có túi này chơi giao cho mẹ. Khi mà mình nhận được cái món quà của chị Tuyết gửi về cho mình đó, thì mình rất là vui, gia đình mình rất là mừng, mình cũng không biết nói gì hơn, thì mình cũng xin chân thành rất là cảm ơn chị Tuyết rất là nhiều. Những cái món quà mình luôn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Chị Tuyết, mình biết chị Tuyết rất là cực khổ đi làm, cũng rất là cực để mà nhúng thời gian ra đi gửi cái món quà này cho mình và về cho gia đình mình. Mình rất là mừng, rất là vui. Mình cũng xin chúc cho chị Tuyết thật là nhiều sức khỏe và vạn sự cát tường. Gia đình mình cũng rất cảm ơn chị Tuyết gửi nhiều quà gì cho gia đình mình. Mình thật rất cảm ơn chị Tuyết nhiều.
Dạ con cũng xin cảm ơn cô Tiết rất là nhiều khi nhận được những món quà này, con rất là vui. Con chúc cho cô Tiết luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống ạ. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình cũng xin chúc cho các anh chị và các bạn có những giây phút xem clip thật là vui vẻ. Nếu như các anh chị thấy thích và hay thì nhớ like và chia sẻ ủng hộ cho kênh 17 miền Tây. Rồi bây giờ gia đình xin chào tạm biệt, chị hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.